Xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay shop em khung giờ vàng lại lên cho tất cả các bác, xả hàng cho tất cả các bác một mẫu bóng đèn siêu sáng, một mẫu bóng đèn siêu tiết kiệm, một mẫu bóng đèn được sạc bằng năng lượng mặt trời các bác nhé. Một chiếc bóng nhìn rất đơn giản nhưng mà lại rất nhiều tiện ích cho tất cả các gia đình của chúng ta. Em nghĩ là ai cũng cần, gia đình nào cũng phải cần lên có ít nhất là một chiếc đến hai chiếc để sử dụng cho gia đình chúng ta mỗi khi là mất điện này. Hay là các bác, ví dụ như các bác ở nhà mà có sử dụng vườn ao chuồng này, đấy có thể là treo đúng không ạ? Hoặc là đi đâu chúng ta cũng có thể là thay một cái đèn pin cũng xách, có thể xách như này này được nhá. Rất là nhỏ gọn nhá. Nó là bằng nhựa, nhưng mà nhựa này là nhựa rất chi là bền các bác nhá. Rơi không vỡ nhá. Và chống nước tuyệt đối. Hàng này là hàng chống nước tuyệt đối. Các bác có treo ngoài sân, mưa to bão cũng không vấn đề gì, đèn vẫn sáng bình thường các bác nhé, đèn vẫn sáng bình thường. Bởi vì này, cái nút sạc của nó ở đây này, khi các bác mua hàng này vẫn được kèm theo một củ sạc nhé, vẫn được kèm theo một củ sạc để khi ví dụ như tối các bác, ban ngày các bác dùng hết điện rồi, ban tối các bác có thể là dùng cắm điện sạc trực tiếp 220V điện lưới của chúng ta ở nhà, sử dụng ở nhà nhé. Đây sạc như thế này, cái này nó chống, vì sao chống nước tuyệt đối này, cái nút tắt ở trên này là nó có nút tắt và nút mở nha các bác. Khi không sử dụng bằng điều khiển, các bác có thể là bấm bằng tay, nó là nút bằng cao su nhá, cao su chun cao su đấy, nó mút rất là chặt nên là bao không nước mưa không thể vào được bên trong, nên là em sẽ bao bảo hành cho các bác là nước mưa vào không bị chập cháy đèn nhá. Hàng bên nhà em là bảo hành cho tất cả các bác là 3 tháng khi mua một bộ sản phẩm với giá là 250.000 được hai bộ sản phẩm như trên tay em đang cầm nhá. Hai bộ sản phẩm trên tay em đang cầm là gồm một đèn này, một sạc này và một bộ điều khiển này. Một bộ điều khiển thì khi các bác mua hai bóng về thì các bác có thể cất một cái điều khiển đi để khi trường hợp là các bác chỉ cần sử dụng một bằng một điều khiển thôi, bởi vì là một cái điều khiển của em như thế này em có thể điều khiển được cả một cái dãy đèn như thế này. Điều khiển này nó có thể dùng được cho tất cả các bóng ở đây các bác nhá. Cho nên là khi các bác mua hai cái đèn thì các bác hãy cất một bộ điều khiển đi để trường hợp khi mất cái này chúng ta còn cái kia để dùng nhá. Mà trường hợp là các bác có mất cả hai cái thì nó vẫn có nút tắt mở ở trên đèn như thế này nhá, bấm bằng tay như thế này. Có tất cả là 5 chế độ sáng các bác nhá, 5 chế độ sáng khác nhau. Thì các bác bình thường các bác treo chẳng hạn, các bác không muốn trèo lên để với xuống để bật bằng tay, công tắc bằng tay như thế này đúng không ạ? Thì các bác có thể đứng bên dưới này, mất điện cái đúng không ạ? Vào lấy điều khiển, bật đèn lên đúng không ạ? Đây, on, bật đèn. Đấy, nhà các bác dùng 2 bóng hay 3 bóng hay 5 bóng. Đấy, các bác chỉ cần chỉ vào nó thôi. Là các bác sẽ bật được hết toàn bộ số bóng đèn năng lượng mặt trời mà nhà các bác sử dụng nhá. Thì là giá là 250.000 nha các bác. Mua hàng, xin các bác mua hàng thì là hãy để lại số điện thoại nhá. Mua hàng hãy để lại số điện thoại cho bên shop nha em. Để lại số điện thoại thì sẽ được lên đơn hàng thành công nhanh nhất các bác nhé. Bên nhà em sẽ có nhân viên gọi điện lại để chốt đơn cho tất cả các bác, lên đơn và gửi hàng đến cho tất cả các bác. Khi nhận hàng 250.000 sẽ được hai bộ bóng như thế này. Các bác mở hàng ra kiểm tra đúng đủ này, sạc, điều khiển và bóng. Các bác bật thử và điều khiển thử xem là bóng có bị chập hay có bị lỗi hay là bóng nó không sáng đúng không? Trường hợp là bóng nó không sáng thì có thể là một là nó hết pin đúng không? Nhưng không, yên tâm là khi mà nhà em gửi hàng đi, nhà em sẽ kiểm tra trước khi gửi, đóng gói trước khi gửi cho đến tay các bác là phải có pin nhá. Đây các bác test thử, đây em bấm test thử tất cả là